thì một năm rưỡi, nhưng mà càng uống và càng chữa thì nó càng đau thêm. Sau đó là đợt vừa rồi hôm mà thầy bấm cho xong rồi đi vào viện 10 năm chụp hết cả cái cột sống lại thì bác sĩ kết luận là không bị sao cả. Vậy là ổn rồi ha. Cái bữa đi chụp phim MRI ở bệnh viện tỉnh thì họ kêu là bị lồi đĩa đệm. Lồi đĩa đệm. Xong là kết luận là thoát vị nhẹ. Rồi. Nó gây chèn ép. Nhưng sau đó đại điều trị tự đi không uống thuốc Tây mà đi uống thuốc Nam ở ngoài Bắc thì một năm rưỡi, nhưng mà càng uống và càng chữa thì nó càng đau thêm. Nhưng bây giờ em cái mông nào đau đứng dậy đi, lưng bên nào đau. Rồi chút xíu sẽ giải quyết cái phần cuối này luôn cho xong ha. Ok rồi em quay ra đây đi, mình sẽ giải quyết cái phần mông ở đó, nó rớt luôn cái mông. Lúc cứu hỏi bảo mọi người về thấy cái mặt thân thái của mình nó tươi tỉnh. Quan trọng là thân thái. Thực ra giờ mình bớt khó chịu thì mình thấy nó thích lắm rồi ha. Rồi đây. Đã khỏe. Bây giờ là đi mông bên nào đó. Bên này nha. Bạn quay, bạn quay đi. Rồi, tôi quay qua đây. Rồi, đó. Rồi, vậy. Ngay chỗ này đúng không? Ngồi cảm giác mọi bên này nó sưng này. Ngay này sưng rồi. Khuyên á là với em á là về nhà là mình sẽ mua cái chân gà, em mua cái chân gà đó em nấu với đậu phộng, sau khi lấy đó em lấy bỏ đậu phộng đem ăn chân gà thôi, chấm với muối tiêu gì đó rồi có thế thôi, rồi em ăn thường xuyên thì cái tiếng mà lọc cọc của mấy khớp này không còn nữa. Rồi bây giờ đứng ở đó em cúi đầu thì thiệt sát một lần nữa có được bao nhiêu sao bao nhiêu vô. Ô ra qua chú bạn bây giờ làm được gì đó ha. Rồi hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh tăng đề kháng, giúp ăn ngon ngủ ngon tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.